Rồi, chào cả anh em ha. Thì có máy này hình như anh khách nó chốt rồi chưa? Nãy có anh khách nhắn em nói đợi chút nhưng mà có khách chốt quá rồi. Thì bên em thì chuyên lên dòng những dòng máy lên chế ra ngang cho tất cả các loại máy nha anh chị. Chị đưa xe du lịch em lên cũng được. Nó hồi trời. Thế cái này em lên không được hết á. Thì cái này với cái xe du lịch nó không thử anh chị ơi. Mà nó không có cái bệnh rồi. Anh chị lên mấy cái xe du lịch á, nó chạy còn sướng nữa. Anh chị biết sao? Dòng hai thì lỗ lắc lưa nó lớn, dòng bốn thì lỗ lắc lưa nó nhỏ. À, thì giống như anh chị mà chọt lòng lên thì anh chị lên những chế của hai thì vô. Thì giống như này anh chỉ cho anh chị dễ biết nè. Anh chị lấy cái chế của máy xăng đi, máy hai thì với máy bốn thì đúng không? Thì cái máy hai thì lúc nào cái lắc lưa nó cũng lớn hơn cái bốn thì anh chị. Đó thì em nói cho anh chị dễ hiểu hơn ha. Thì nếu mà mình lên mình phục, mình hiểu căn bản thì mình lên 10 cái lên như một anh chị. Đó. Thì em thì chuyên lên thì những dòng Gobin xưa giờ em lên nhiều lắm anh chị, cũng khoảng đâu 100 mấy 200 bộ rồi. Thì nãy em vừa đăng là có khách mới đặt bộ nữa anh chị. Mỗi khi em không nhớ rõ em nói em nổ anh chị cũng thông cảm là cái vô chữ hay bạn chơi với em thì chùm mấy này anh chị, làm từ lúc 8 tuổi luôn anh chị biết rồi. Tại vì hồi nhỏ anh chị em đi học về á, là em quăng cặp xuống là em phụ ba em liền, bởi em đi học em không cần học bài, cũng hạng tư hạng năm không anh chị. Giống như cô giáo người ta thương mình đó, người ta cô thầy con người ta thương mình, ta nói mình giỏi anh chị đó, nhưng mà qua lớp 6 muốn ở lại luôn, kém yếu luôn. Qua lớp 6 qua bên sông anh chị, cái cấp 2 rồi. Còn ở em học ở gần nhà là từ lớp 1 tới lớp 5 toàn lãnh thưởng không. Đây để anh chị xem ha. Ba bộ rồi em định ngưng, nhưng mà anh khách mới đặt thì sẵn em lấy cái kia ra em làm luôn ha. Mấy cái này em biết, anh chị biết sao em làm lẻ không? Tại Boe này là em khoan sẵn hết rồi, em móc sẵn hết rồi, bởi nó mới lẻ chứ một mình mà làm từ từ ngó nó lâu lắm chị. Thì cái dòng này em làm nhiều lắm, bởi vì em làm sẵn vậy nè. Anh chị biết đâu phải là làm thí đại về cái làm cho anh chị liền đâu. Anh chị biết cái Gobin lúc nào cái chân này nó cũng cao đúng không? Anh chị phải mài. Nó cao thì anh chị dặn nó đụng dưới đây nè, nó đụng vô cái mặt này nè, nó không có khích được cái con này nó xì. Bởi vì bên em làm cũng cẩn thận lắm, thì có sơ sót thì chắc hết lắm anh chị ơi, mà lần sơ sót một lần cao lắm đó. Thì em test cho anh chị xem ha. Thì anh chị thì mình đã hiểu được căn bản thì mình lên là nó giống nhau chưa. Thì chừng nào mà giao đi em mới gắn Boe vô nha anh chị. Thì không phải là em nói những người trên mạng mà người ta không biết cái lên không đúng, thì anh chị nên tìm hiểu, thấy không? Thì mình càng học là càng tốt, nhưng mà anh chị đừng có làm liền, anh chị phải học tới học lui, anh chị phải kéo lên YouTube á, anh chị mua lộn như đó, anh chị đừng có mua liền, anh chị xem 2-3 ngày đó rồi cái xong anh chị thấy là nó sẽ hiện lên cái YouTube lên cái điện thoại anh chị liền, anh chị kéo 2-3 ngày liên tục á, thêm tuần lễ luôn là nó sẽ lên, những người này bán rẻ, những người kia bán sai, rồi những người này bán xấu, bán đồ bại gì đó, chứ anh chị bấm vô anh chị mua liền là coi chừng dính xương nha anh chị. Đó thì em chia sẻ cho anh chị đó. Còn anh chị học những cái này kia thì em không nói gì hết, nhưng mà mình học thì càng tốt, mình bị sai lầm mình mới rút kinh nghiệm đó, không thì anh chị học mà mình học để mình giúp đỡ người ta thì được, chứ học mà để lừa đảo người ta cũng không tốt mà chưa ha. Thì em cũng muốn ai em cũng chỉ cũng được đó, em không giấu giếm được gì đâu. Nhưng mà giống như người tốt thì đỡ hơn, chứ chỉ như người xấu là chết queo đó. Rồi thôi em chào ha. Ba bộ em test thêm bộ nữa anh chị, còn bộ nữa gán làm bộ nữa đi.